Chào Bobby, tối nay trăng đẹp ha. Chà, gì vậy? Quái vật. Bobby, bạn nên gọi cho siêu xe tải. Anh ấy có thể cứu bạn thoát khỏi quái vật. Kha, trên hồ có quái vật, nó đang đuổi theo Bobby. Bạn cần cứu anh ấy. Cái gì có thể ngăn chặn quái vật đây, Kha? Trang phục thám tử ma à? Tuyệt lắm. Rất ngầu. Bobby, siêu xe tải sẽ tới đây để ngăn quái vật. Mấy giờ tìm quái vật sao? Không có quái vật à? Nhưng mình đã thấy nó ở trên hồ mà. Bobby, bạn dừng lại được không? Đừng lo, siêu xe tải có cách rồi. Chờ chút. Không phải quái vật, chỉ là một khúc gỗ với rong rêu và những con mắt tròn dính vào nó. Rong rêu chắc đã bám vào bạn Bobby à, và bạn đã kéo nó theo. Chúng ta sẽ làm gì với nó đây, siêu xe tải? Được rồi. Chào Mét,
Tối nay chắc bạn phải làm việc khuya ha. Ồ, bạn đang tuần tra bởi vì những người khác đã nghỉ cả đêm mà. Bạn thật tử tế đó mét. Nè, Hector và Friend, các bạn tính làm gì vậy? Ôi không, các bạn nghĩ có một vụ cướp đang diễn ra trong trụ sở của đội tuần tra à? Bạn chắc chắn phải quay lại nếu đang diễn ra vụ cướp, Matt à. Chúng ta đâu thể gọi cho ai khi mọi người đã nghỉ làm tối nay hết rồi. Mình nghĩ bạn nói đúng, Matt à. Chúng ta phải gọi cho siêu xe tải. Hai bạn có vẻ không lo lắng mấy về vụ cướp. Các bạn tính làm gì vậy? À, mình hiểu rồi. Có bất ngờ ở trong trụ sở à? Nếu là bất ngờ thú vị thì sốt ruột à nha. Chào Kha, có vẻ như bạn không thể đi ngủ sớm như dự định được rồi. Hình như có một vụ cướp và Matt không thể tự xử lý nó một mình được. Cảm ơn Kha, mình chắc là tối nay bạn sẽ ngủ ngon. Bạn nghĩ phương tiện nào tốt nhất để giúp Matt xử lý vụ cướp đây? Kha. Tuyệt. Cái gì vậy? Một máy nhân bản sao? Được rồi Kha, bạn đã sẵn sàng để giúp Matt đối mặt với vụ cướp rồi. Được rồi siêu xe tải, chúng ta nên nhanh lên nếu muốn bắt lấy bọn cướp tại hiện trường. Nè Matt, siêu xe tải đã tới để giúp bạn xử lý vụ cướp đây. Chà, siêu xe tải, mình nghĩ những bản sao này còn hoàn hảo hơn lần trước nữa. Đúng là bạn rất giỏi trong việc này. Được rồi Matt, mình nghĩ chúng ta đã sẵn sàng để tiến vào trong rồi. Có vẻ như ở đây khá yên tĩnh. Ôi trời ơi Matt, đúng là một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Và Hector và Friend cũng ở đây. Chờ một chút, có phải đây là bất ngờ mà các bạn chuẩn bị từ trước không? Vậy là rốt cuộc không có vụ cướp nào hết. Đúng là một cách âm thầm để khiến Matt phải nghỉ tuần tra.
nhưng cũng là một cách dễ thương để nói lời cảm ơn và chúc mừng sinh nhật tới xe cảnh sát mà mọi người yêu thích. Và bây giờ chúng ta tận hưởng bữa tiệc nào. Siêu xe tải, bạn có muốn quay về ngủ sớm không? Mình không nghĩ như vậy đâu. Bét nhí à, em có muốn mở nhạc disco không? Hãy khiêu vũ nào mọi người. Cảm ơn đã giúp Hector và Friend thực hiện kế hoạch của họ siêu xe tải à, dù cho bạn không biết gì về nó. Chúc mọi người vui vẻ và hẹn gặp lại lần sau. Chào Tyler, bạn đã sẵn sàng cho lễ hội của thành phố chưa? Tyler, mình không nghĩ là bạn tính lấy những quả bóng bay đó đâu. Chúng không phải của bạn. Trả lại đi, Tyler. Chuyện gì vậy Tyler? Bạn bị nhấc bổng lên sao? Nhanh lên Frank nhí, em giúp Tyler được không? Ý hay đó, siêu xe tải sẽ giúp được. Chào bạn Kha. Hình như có người cần siêu xe tải. Tyler đã trộm những quả bóng bay và anh ấy bị thổi bay vì giữ quá nhiều quả. Chà, siêu xe tải, nhìn bạn tuyệt thật. Cố lên Tyler, siêu xe tải đang tới. Cố gắng tới sát hơn đi Tyler. Làm tốt lắm siêu xe tải. Oh.
Tốt lắm Tyler, giờ Frank nhí đã có quả bóng bay lại rồi. Nhưng còn những quả còn lại thì sao? Bạn sẽ trả lại số bóng bay mà bạn đã lấy sao? Tuyệt lắm. Em đã giúp rất nhiều đó Frank nhé. Làm tốt lắm. Mama, Rakati. Giỏi lắm siêu xe tải. Tyler đã an toàn và số bóng cũng được trả lại. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại. Siêu xe tải. Chào Frank nhí, Charlie nhí, hai em tính làm gì vậy? Các em tính thám hiểm những nơi mà các em chưa thấy trong thành phố à? Nghe thú vị lắm đó. Vậy các em định đi tới đâu nè? Các em nghĩ có an toàn không khi leo lên đó mà không nói cho người lớn biết? Bạn ổn chứ Lily? Bạn đang tìm Frank nhí và Charlie nhí à? Mình vừa thấy chúng đi theo bản đồ. Chúng ở phía sau trường học và đang chuẩn bị leo lên một cầu thang. Ôi không, cầu thang đó bị gãy rồi sao? Chúng ta nên tới đó xem các bé có ổn không. Bạn có thấy các bé không Lily? Ôi không, có an toàn không Lily? Cẩn thận các em à, nguy hiểm đó. Giờ thì các em ấy không thể quay lại rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Ý hay đó, hãy gọi cho siêu xe tải. Chào Kha, tụi mình cần bạn giúp. Frank nhí và Charlie nhí bị kẹt trên nóc trường học rồi. Tụi mình không thể đưa chúng xuống được. Hôm nay bạn sẽ sử dụng chiếc xe nào vậy Kha? Ý hay đó Kha. Với cái này bạn có thể với tuốt lên cao.
hãy đi giải cứu các bé nào siêu xe tải. Này các bé, đừng sợ, siêu xe tải đang trên đường tới cứu các em đó. Các em có thấy gì từ trên đây không? Đúng rồi, đó là trụ sở của đội tuần tra. Phải, và đó là công trường xây dựng. Các bé ở trên đó, siêu xe tải à, bạn có thấy chúng không? Chiếc xe này đủ với tới độ cao đó chứ, siêu xe tải. Làm tốt lắm, siêu xe tải. Được rồi các em, giờ các em phải chạy vào bục này. Chuyện gì vậy Phan nhí? Sao em không chạy vào trong bục? Em sợ vì nó quá cao à. Đừng lo, siêu xe tải sẽ không để các em bị thương đâu. Anh ấy sẽ chú ý quan sát các em. Thấy Charlie nhí không? An toàn và vẫn còn chỗ cho em đó. Tốt lắm các bé, giờ siêu xe tải sẽ đưa các em xuống đất an toàn. Các em muốn siêu xe tải chạy quanh thành phố để có thể quan sát mọi nơi từ trên cao à? Lily, các bé muốn siêu xe tải chở chúng đi một vòng thành phố, có được không? Tuyệt lắm, cảm ơn. Mình chắc là anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Được rồi các em, bám chặt trong khi siêu xe tải đưa các em đi quanh thành phố nè. Làm tốt lắm siêu xe tải, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Chơi vui nha các em. Cẩn thận nha siêu xe tải. Coi chừng kìa. Suýt nữa là đụng rồi. Tốt lắm siêu xe tải. Hẹn gặp lại các em nha.